Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video của Hưng. Và trong video này Hưng sẽ giới thiệu về một vài cái địa điểm đặt trụ sở của VinFast. Đấy thì hiện tại Hưng đang đứng ở cây xăng dầu Hòa Khánh và thuộc phường Phú Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Đấy thì ở đây thì VinFast có đặt hai cái trụ sở công suất lớn, đó là công suất là 60 kW. Đấy, và mẫu trụ này thì như Hưng đã giới thiệu đấy, sẽ sạc được là 2 xe của một lúc. Đấy, bây giờ Hưng sẽ mời mọi người xem kỹ cái trụ sạc này. Thì trụ sạc 60 kW này chúng ta sẽ thấy được hai cổng. Đấy, mỗi cổng thì chúng ta sẽ sạc một xe. VinFast đã bố trí khu vực sạc hết rồi. Đấy, và với trụ sạc này thì chúng ta sẽ cần thời gian đâu đó từ tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng để có thể sạc được 85 pin. Đấy, trụ sạc này Hưng thấy khá là tiện. Đấy, chúng ta có thể cho xe vào đây và làm một ly cà phê đâu đó tầm có thể ngồi nói chuyện tiếng thì chúng ta có thể đi lái xe đi được rồi, rất là hợp lý đúng không ạ? Và trụ sạc này thì VinFast đang trong quá trình triển khai, thời gian sắp tới nhanh hơn sẽ hoàn tất cái trụ sạc này. Đấy, và ở địa điểm này thì nhưng thấy là sẽ có hai cái trụ sạc. Đấy, hai trụ sạc giống nhau. Đấy, và có hai cổng luôn. Thì Hưng sẽ mở cho mọi người xem cái trong này nha. Đây, chúng ta sẽ có cái đầu sạc. Cái này thì sẽ cắm trực tiếp vào BS E34 hiện tại. Đấy, dây sạc thì nó dài đâu đó tầm hơn 2 mét hơn, chúng ta có thể sạc được không? Đấy, và bên này thì sẽ có cái bộ điều khiển của sạc khá là to. Trụ sạc này cũng như vậy, cũng đang trong quá trình triển khai và sẽ được đưa vào hoạt động sớm nhất có thể. Thì hiện tại là Hưng đang có mặt tại Vincom Đà Nẵng, và ở đây thì VinFast đã đặt khá là nhiều trụ sạc đủ loại. Đấy, thì đầu tiên Hưng sẽ giới thiệu đó chính là trụ sạc có công suất lớn nhất là 250 kW. Thì trụ sạc này cho phép chúng ta sạc đâu đó tầm 15-20 phút thì có thể đi được 180 km. Đấy, có thể nói là một trong những cái trụ sạc siêu nhanh của VinFast. Đấy, trụ sạc này thì kích thước khá là to và rất là cao, thân thì làm bằng thép khá là chắc chắn. Đấy, và hiện tại thì trụ sạc này cũng đã hoàn thành xong và đang đợi VinFast giao xe về và có thể sạc được. Ngoài ra thì ở địa điểm này thì đó là sau lưng của Vincom Đà Nẵng nha mọi người, thì sẽ có thêm khá là nhiều trụ sạc khác nhau. Bây giờ sẽ giới thiệu từng cái. Ở đây thì chúng ta sẽ có một trụ sạc rất là nhỏ, rất là xinh, trụ sạc 11 kW. Hưng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy, thì trụ sạc này là trụ sạc thông thường, chúng ta sạc tầm 6 tiếng 8 tiếng. Đấy, và có thể đạt được tầm 80 pin. Và trụ sạc này thì nó chỉ có một cái cháu để sạc vào xe thôi. Những cái trụ sạc mới giới thiệu là sẽ có hai cái cháu vào, thì cái cháu ở dưới nó sẽ là cái cháu sạc nhanh, còn cái này thì nó thông thường hơn. Đấy, khá là đơn giản nha. Và ở trên trụ sạc thì sẽ có một cái mã QR. Người khi mà chúng ta có cái app của VinFast thì chúng ta quét cái mã này thì sẽ thanh toán tiền cũng như là sẽ hiện cái thông tin xe, hiện thông tin cái trụ sạc đây này. Đó rất là đơn giản nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có ba trụ sạc 11 kW. Đây, ở đây và ở đây thì tất cả đều đã được hoàn thành xong và đang đợi xe để vào sạc thôi. Rất là đẹp. Ở phía bên kia thì nhận thấy là sẽ có 4 cái trụ sạc với công suất là 30 kW. 30 kW nha. Và mỗi trụ sạc này sẽ sạc được 1 xe. Còn cái trụ sạc 60 kW mà Hưng giới thiệu á thì sẽ sạc được 1 lần 2 xe. Còn trụ sạc này thì chúng ta sẽ được 1 xe thôi. Đấy, và các trụ sạc này thì sẽ cũng đã được đi vào hoạt động, cũng đã hoàn thành xong, lắp đặt xong rồi. Mọi người thấy được cái màu xanh ở đây, mọi người thấy đây. Đấy, và trên màn hình nó đã hiển thị, bây giờ chỉ cần chúng ta cắm xe vào đấy thì nó sẽ hiển thị là cái thông tin về pin bao nhiêu phần trăm, nó biểu hiện được hết như này, rất là đơn giản nha. Trụ sạc này thì như mọi người có thể thấy là nó sẽ có thêm cái sách ở bên dưới, cái này là giá sạc nhanh. Đấy,
Còn như cái mà 11 kW thì chỉ là sạc thông thường thôi. Ở đây chúng ta sẽ có bốn điểm sạc. Tiếp theo thì Hưng hiện tại Hưng đang đứng ở một cái địa điểm trụ sạc khác, nó đặt tại quốc lộ 1A tại cây Sân Giàu, Hòa Khánh luôn. Và ở đây thì đó là thuộc huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng. Như mọi người có thể thấy là ở tất cả các cây Sân Giàu thì VinFast sẽ đặt cái trụ sạc là có công suất là 60 kW để thuận tiện hơn cho những khách hàng, những tài xế người ta vào người ta cần một cái sạc nhanh hơn đó. Thì hiện tại ở đây cũng được đặt hai cái trụ sạc 60 kW, mỗi trụ sẽ được sạc được cùng một lúc là 2 xe đấy, và hai trụ sạc hiện tại đang trong quá trình triển khai và sẽ sớm hoàn thành. Như mọi người có thể thấy đây, không gian ở đây thì cũng khá là rộng rãi. Hương nghĩ là khi mà khách hàng đi vào và 4 xe đậu ở đây thì rất là rộng rãi với cái không gian của các cái cây xăng. Như vậy thì Hưng cũng đã gọi là khảo sát một vài cái địa điểm mà VinFast đặt làm sạc ở Đà Nẵng, và sắp tới thì nếu như mà có thêm một vài cái địa điểm khác thì Hưng sẽ quay video và để gửi đến mọi người để cho mọi người có thể đánh, và sau khi có xe thì chúng ta có thể đánh đón sạc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.